chỉ đẹp là vẽ, các bạn thấy vẽ cái hiện này. Cái tham gia này chúng ta cũng phải nhớ gì không? Dạ, em ở nhà đã luyện rất là nhiều lần về chữ đẹp và vẽ lại rất là nhiều chữ dáng cho con người. Vậy Xuân Lan mến chào quý khán giả và các em. Hôm nay là ngày thứ bảy, ngày 4 tháng 2 2023, ngày hội giao lưu học sinh cấp tiểu học huyện Tháp 10 năm học 2022-2023 được tổ chức tại trường tiểu học Mỹ An 1. Chỉ còn vài giờ nữa thôi thì tất cả các em học sinh sẽ bước vào cuộc thi giao lưu cấp tiểu học năm học 2022-2023. Hiện tại trên sân trường tiểu học Mỹ An 1 đang hội tụ gồm 26 trường tiểu học trên địa bàn huyện Tháp 10. Và giờ đây đã đến giờ khai mạc buổi lễ. Có chỗ để nè luôn. Trong phần hội thi giao lưu học sinh cấp tiểu học năm học 2022-2023 gồm có 4 phần thi. Phần thi viết chữ đẹp, phần thi văn nghệ, hoạt động trải nghiệm và vẽ tranh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
giao lưu chữ đẹp, vẽ tranh, hoạt động trải nghiệm văn nghệ và chọn những em xuất sắc nhất đại diện cho học sinh toàn huyện tham gia ngày hội giao lưu học sinh tiểu học cấp tỉnh năm học 2022-2023 sắp tới. Hôm nay, ngày 4 tháng 2 năm 2023, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức ngày hội giao lưu học sinh tiểu học Quyện Tháp 10 năm học 2022-2023. Đó là lý do buổi lễ ngày hôm nay. Về phía Phòng Giáo dục và Đào tạo xin trân trọng giới thiệu ông Hồ Phú Trường, Phó trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo, trưởng ban tổ chức. Ông Phan Văn Dũng, hiệu trưởng trường học Mỹ An 1, chủ phó trưởng ban tổ chức. Cùng với quý thầy cô là chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo, cán bộ quản lý giáo viên của các trường là thành viên của hội đồng coi thi của ngày hội giao lưu hôm nay. Quý thầy cô hướng dẫn đoàn học sinh, các bậc phụ huynh học sinh và 182 em của các trường tiểu học và trung học cơ sở trong huyện và đài phát thanh huyện đến dự và đưa tin đề nghị quan hình chung. Sau đây xin thông qua cái nội dung chương trình. Thứ nhất là thông qua quyết định thành lập hội đồng coi thi. Thứ hai là thông qua lịch thời gian và nội dung giao lưu. Thứ ba là phát biểu khai mạc ngày hội giao lưu. Quyết định thành lập ban tổ chức, ban coi thi ngày hội giao lưu học sinh tiểu học Quyện Tháp 10 năm học 2022-2023. Trưởng phòng giáo dục và đào tạo Quyện Tháp 10 quyết định điều 1 thành lập ban tổ chức ban coi thi ngày hội giao lưu học sinh tiểu học năm học 2022-2023 gồm các ông bà có tên như sau. 1. Ông Hồ Phú Trường, phó trưởng phòng, trưởng ban. 2. Ông Nguyễn Trần Đông, chuyên viên phòng dục và tạo, phó ban. 3. Ông Phan Văn Dũng, hiệu trưởng trường học Mỹ An 1, phó ban. 4. Ông Nguyễn Thanh Truyền, chuyên viên phòng dục và đào tạo, thư ký. 5. Bà Trần Thị Minh Phương, chuyên viên phòng dục và đào tạo. 7. Bà Nguyễn Thị Thái, giáo viên trường tiểu học Mỹ An 1, giám thị. 8. Bà Lê Thị Kim Thúy, giáo viên trường tiểu học Mỹ An 1, giám thị. 9. Ông Lê Nguyễn Lê Khánh An, nhân viên tiểu học Mỹ An 1, Quỹ Duyên. Bà Võ Thị Bạch Tuyết, nhân viên trường tiểu học Mỹ An 1, Quỹ Duyên. Ông Nguyễn Phúc Di, giáo viên trường tiểu học Mỹ An 1, Quỹ Duyên. Ông Nguyễn Thanh Bình, giáo viên trường tiểu học Mỹ An 1, Quỹ Duyên. Tiếp theo là xin thông qua cái nhắc lại cái phần mà nội dung và hình thức giao lưu của ngày hội hôm nay. Thì phần giao lưu chúng ta sẽ diễn ra là các em sẽ tham gia 4 nội dung. Nội dung thứ nhất là các em sẽ tham gia là giao lưu vựa sạch chữ đẹp. Thì cái phần thì cái hình thức dự thi đó là 7 em chúng ta sẽ tham gia theo hình thức cá nhân. Và cái phần chữ đẹp thì các em sẽ thi ở 5 phòng. Rằng đây là bên phía tay tay phải của các em á, là bên cái dãy lầu mới là bên đó, ở dưới tầng trệt là phòng 1, ở trên lầu là phòng 2, 3 và 4, 5. Người vợ của học sinh tham gia giao lưu hôm nay phần trình bày đó là ba thành viên, đó là cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên tham gia ngày hội giao lưu hôm nay theo cái trường hợp 2 mà đã gửi cho phòng giáo dục. Và cái thời gian triển lãm là đến tới mức là 15:30 chiều hôm nay. Nội dung thứ hai là vẽ tranh, cái hình thức là tập thể và các em sẽ tham gia bên cái dãy bên đây, các con em ở cái dãy đầu mới ở phía trên đầu. Và ban tổ chức thì chuẩn bị cho mỗi một đơn vị là một cái bàn, các em sẽ vẽ trên bàn và chất liệu màu thì tự do. Và ban tổ chức sẽ phát giấy A1 và chúng ta sẽ thực hiện vẽ trên cái mặt đó. Nội dung thứ ba là các em giao lưu hoạt động trải nghiệm, cũng là 7 em chúng ta sẽ tham gia hình thức tập thể và tự những nhiệm vụ do ban tổ chức cung cấp. Và chúng ta cũng sẽ tham gia ở cái phần thi đó, các em cũng ở bên đây, cái dãy bên đây trái các em chung hướng phần hồi vẽ tranh á. Nội dung thứ tư là văn nghệ. Văn nghệ thì chúng ta sẽ tham gia vào ngày 10 tháng 2 năm 2023 tại trung tâm văn hóa làm việc và theo thứ tự các đội đã phát thanh.
giao lưu ngày hôm nay đó là 7:30 đến 7:50 để chúng ta sẽ tổ chức lễ khai mạc, và 7:50 các em sẽ tập trung về phòng giao lưu chủ đề, và bắt đầu từ 8:00 đến 8:30 là các em sẽ giao lưu chủ đề. Cái thời gian đó các em từ 8:30 đến 8:50 các em sẽ giải lao, và đến 8:50 thì các em sẽ tập trung về phòng thi vẽ tranh, và đến 9:00 từ 9:00 đến 11:00 là các em sẽ thực hiện giao lưu vẽ tranh. Đến 14:15 đến 15:45 là các em sẽ giao lưu với phần hoạt động trải nghiệm. Và trong cái thời gian này thì phụ huynh chúng ta sẽ tham quan cái phần tranh vẽ của các em ở cái dãy Mỹ Hòa 1, 02 là tiểu học Đốc Vinh Kiều 2, 03 là tiểu học Mỹ Đông, 04 là tiểu học Đốc Vinh Kiều 2, có Đốc Kiều 1, 05 là tiểu học Mỹ tiểu học Hương Thạnh 2, 06 là tiểu học Mỹ Quý 1, 07 là Thạnh Lợi 1-2, siêu nhân 08 là tiểu học Mỹ Hòa 2, 09 là tiểu học Thạnh Lợi 1, số 10 là trường Xuân 1, 11 là tiểu học Mỹ Quý 3, 12 là tiểu học Hưng Thạnh 1, 13 là tiểu học Trần Thị Bích Dung, 14 là tiểu học Mỹ An 2, 15 là tiểu học Mỹ An 1, 16 là tiểu học và trung học cơ sở Phú Điền, 17 là tiểu học và trung học cơ sở Thanh Mỹ, 18 là tiểu học Tân Kiều 1, 19 là tiểu học Phú Điền, 20 tiểu học và trung học cơ sở Láng Biển, 21 tiểu học Mỹ Quý 2, 22 tiểu học Dương Nhân Hòa, 23 tiểu học Thanh Mỹ, 24 tiểu học Tân Kiều 3, 25 là tiểu học Trường Xuân 1 và 26 là tiểu học Mỹ An. Đó là một số nội dung liên quan đến cái ngày hội giao lưu hôm nay. Thì tiếp theo chương trình xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Hồ Quốc Trường, Phó trưởng phòng phòng dục đào tạo, trưởng ban tổ chức lên phát biểu khai mạc. Quý thầy cô là trưởng đoàn các đoàn, kính thưa quý thầy cô là thành viên của các trường hỗ trợ các em học sinh tham gia ngày hội giao lưu hôm nay, kính thưa quý phụ huynh học sinh cùng các em học sinh thân mến. Thì ngày hội giao lưu học sinh tiểu học là một hoạt động giáo dục mà ngành giáo dục đào tạo huyện Tháp 10 tổ chức định kỳ hàng năm, và qua nhiều năm tổ chức thì ngày hội giao lưu dần dần khẳng định được cái vị trí của mình trong các phong trào mà ngành giáo dục đã tổ chức trong những năm vừa qua. Và ngày hội giao lưu thì đã được các cơ sở giáo dục cũng như là các trường tiểu học và trung học cơ sở được quý thầy cô và các em học sinh nhiệt tình hưởng ứng trong những năm vừa qua, và qua đó thì cũng đã tạo được cái động lực thúc đẩy cái phong trào dạy tốt học tốt của các trường, và đồng thời là thúc đẩy được cái phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, và xa hơn nữa là chúng ta đã thúc đẩy được cái phong trào xây dựng lớp học hạnh phúc và trường học hạnh phúc trong cái năm học này. Ngày hội giao lưu là một cái hoạt động giáo dục, nhưng đó cũng là một cái sân chơi bổ ích, tạo điều kiện để cho các em học sinh được giao lưu, học hỏi, chia sẻ và thể hiện hết các năng lực, phẩm chất, năng khiếu của cá nhân mình thông qua các nội dung giao lưu. Thì trong năm học này thì nội dung giao lưu có cái sự điều chỉnh, thay đổi so với những năm trước đây. Trong năm nay đó thì ngày hội giao lưu có thêm cái nội dung là giao lưu viết chữ đẹp và văn nghệ. Thì đây là những nội dung mà hứa hẹn sẽ có nhiều cái hoạt động tích cực và sôi nổi. Và thông qua ngày hội giao lưu trong cái năm học này đó, thì phòng giáo dục sẽ ghi nhận và tuyên dương những tập thể, những cá nhân đạt được thành tích xuất sắc nhất. Đồng thời đây là cái cơ sở để phòng dục đào tạo chọn và cử một tập thể học sinh của một đơn vị để đại diện cho giáo dục tiểu học của huyện Tháp 10 tham gia ngày hội giao lưu học sinh tiểu học do tỉnh, do sở dục đào tạo tổ chức vào khoảng tháng 4 năm 2023 sắp tới, để cho ngày hội giao lưu học sinh tiểu học năm nay được diễn ra đúng theo kế hoạch và đạt được mục tiêu đó. Thì về phía ban tổ chức chúng tôi có một số yêu cầu. Thứ nhất là đối với các em học sinh chúng ta tham gia ngày hội giao lưu quả cao nhất. Cái thứ hai nữa đó là đối với các
trường tiểu học và trung học cơ sở. Thì về phía ban tổ chức chúng tôi yêu cầu là các trường chúng ta tạo mọi điều kiện thuận lợi để các em được tham gia ngày hội giao lưu thoải mái nhất, và đặc biệt là chúng ta phải đảm bảo được công tác an toàn cho các em học sinh trong quá trình di chuyển từ trường đến địa điểm giao lưu, cũng như là trong quá trình giao lưu và từ địa điểm giao lưu về đơn vị mình. Thứ ba là đối với quý thầy cô là giám thị giám khảo thì chúng tôi rất là tin tưởng đối với quý thầy cô. Tuy nhiên thì trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, chúng tôi cũng rất là mong quý thầy cô thể hiện hết cái tinh thần trách nhiệm của mình, đảm bảo tính khách quan, công tâm và công bằng trong thực hiện nhiệm vụ giám thị cũng như là giám khảo. Về phía ban tổ chức thì tôi yêu cầu các thành viên của ban tổ chức chúng ta chuẩn bị thật sự thật là chu đáo các điều kiện để phục vụ cho hội thi tốt nhất. Thì trong quá trình tổ chức ngày hội thì nếu có vấn đề gì mà chưa hài lòng thì rất mong quý thầy cô trưởng đoàn cũng như là quý thầy cô hỗ trợ học sinh có thể kịp thời thông tin về phía ban tổ chức chúng tôi. Cụ thể thì quý thầy cô có thể báo trực tiếp về cá nhân tôi hoặc là chỗ thầy Trần Đông, chuyên viên phòng giáo dục đào tạo, thì chúng tôi hứa sẽ tiếp nhận, xem xét và xử lý đúng quy định. Một lần nữa thì xin thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi tuyên bố khai mạc ngày hội giao lưu học sinh tiểu học huyện cấp 10 năm học 2022-2023. Xin kính chúc tất cả quý thầy cô, quý phụ huynh và em học sinh được chúc mạnh khỏe, hạnh phúc. Thầy chúc cho tất cả các em học sinh tham gia ngày hội giao lưu với tinh thần vui tươi, thoải mái và đạt kết quả cao nhất. Chúc cho ngày hội giao lưu học sinh tiểu học huyện cấp 10 năm học 2022-2023 thành công tốt đẹp. Xin trân trọng kính chào. Tiếp theo là phần đây là cái phong bì thi của cái phần ngày hội giao lưu, thì mời hai học sinh chúng ta sẽ lên để kiểm tra cái phần phong bì. Và bây giờ tất cả các trường sẽ trở về phòng thi của mình và bắt đầu thực hiện phần thi thứ nhất, đó là phần thi viết chữ đẹp. Bây giờ đây là gương mặt nhí của trường tiểu học Mỹ An 1 nè. Bỏ cái này ra. Gì ạ? Có bạn nào chứ bỏ cái này. Ủa rồi sao bác Giang cứ mà tự chứ theo người ta đọc nữa? Ta mình tự mình ghi. Này giữa cô. Má rồi, má con là không. Đây là 1 3 2. Đúng rồi, cô. Như em không phải không. Em 1 3 8. Nè, có bạn nào có cô chị. Có giống của em. Số cô Giang. Có gì em mình một vòng rồi. Đang chuẩn bị tư thế bắt đầu vào vòng thi số 1.
mình đi học mấy em một và là học lớp 2. Em có thể cho chị biết là tại sao em lấy trong nhà của chị là không? Tại vì bộ môn với chữ đẹp và vẽ nên là em muốn chia sẻ kinh nghiệm mình. Khi tham gia này thì em đã chuẩn bị những gì không? Dạ, em đã ở nhà em đã luyện rất là nhiều lần về chữ đẹp và vẽ lại rất là nhiều kiểu dáng của con người để chuẩn bị cho cuộc thi này. Rồi khi tham gia cuộc thi thì em đã giúp cho bản thân em. Dạ, nó giúp cho em là em đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm và em sẽ cố gắng về để sửa những con chữ cho nó đẹp. Dạ em mới về coi những cái chữ mẫu người ta thì em sẽ viết lại. Còn người vẽ? Vẽ thì em sẽ về để coi những cái chữ người ta vẽ trên mạng và em sẽ vẽ lại. Em thấy giao lưu giúp ích cho em là em hiểu được những cái nét chữ đẹp được đúng và hiểu được và tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Em sẽ tự tin hơn. Dạ. Em sẽ nói lại thì chị không có tự tin cho tâm dân biết. Em sẽ được trải nghiệm và tự tin. Em sẽ được trải nghiệm và tự tin hơn trong giao tiếp của mình. Em sẽ được trải nghiệm và tự tin hơn trong giao tiếp của mình. Đây là cái khu mà tất cả thầy cô giáo từ 26 trường đang chuẩn bị trưng bày. Cô có một mong ước quá là lớn. Trường tiểu học trường số 1. Trường tiểu học Tân Kỳ 1 đã chuẩn bị hoàn thành 70% nha các bạn. Đơn vị trường tiểu học Phú Hiền đang chuẩn bị nơi để trưng bày sản phẩm học sinh. Tiểu học trung học cơ sở, tiểu học trung học cơ sở Láng Biển, thầy cô đang tập trung để chuẩn bị cái bàn trưng bày của mình. Trường tiểu học Tân Kỳ 3 đã hoàn thành là 80% công trưng bày của mình. Các thầy cô đang dựng một cái khung. Con bướm khổng lồ đây. Đây trường đơn vị trường tiểu học trường số 1. Gắn cái con này gắn con bướm. Kế trường số 1 cũng có một cái khung. Con biết cái khung này gắn cái gì đây? Đến từ trường tiểu học Biển An. Logo. Logo bị sách vào vùng ở mặt trời nha cả nhà. Tiếp theo là đơn vị đến từ trường tiểu học Mỹ Hòa 1 với một cổng trường khá là xinh. Rất xinh luôn nha các bạn. Đơn vị trường này chuẩn bị khá là công phu. Từ cái giáo viên hỗ trợ đến cách bài trí các phần trưng bày sản phẩm của trường. Chào mấy cô nha. Hiện trường chuẩn bị. Dạ. Trường tiểu học Tân Kỳ 1 thì thầy cô cũng đang hỗ trợ là xếp các tiểu học. Thank you.
nguồn lực, có nhiều nguồn lực hỗ trợ ở đơn vị này. Đây, để mình lại gần coi xem đây là đơn vị trường nào đây. Trường Lộc Minh Kỳ 1 nha cả nhà. Đây là trường Thạnh Lợi 2. Góc trưng bày đơn vị trường tiểu học Mỹ Hòa 2. Đơn vị trường tiểu học Hưng Thạnh 1. Đây là thầy hỗ trợ góc trưng bày. Anh lớn cho con coi nha. Anh làm cái này đây. Nét chữ đều đẹp đúng không? Đây góc trưng bày đơn vị trường tiểu học Trần Thị Đức Dung. Và trước mặt mình là khung cảnh mà thầy cô 26 trường tiểu học trên địa bàn huyện Tháp 10 đang xem xét chuẩn bị góc trưng bày cho trường của mình, chuẩn bị sẵn sàng khi mà học sinh đã hoàn thành phần thi của mình và đem xuống đây thì ban giám khảo sẽ đến khu vực này chấm. Đây là góc trưng bày của đơn vị Tăng Cai trường tiểu học Mỹ An 1. Không chuẩn bị đầu tiên có hộp bánh này nữa. Đơn vị trường tiểu học cơ sở tiểu học và trung học cơ sở Phú Điền. Đây là hình những cái ống trúc được bó lại rồi. Chị cắm hoa quá. Mình phải đưa ý tưởng cái đường mình ơi. Cô hai ơi, cái mình sách này. Bích mình ơi, tao bình bây giờ này. Đơn vị trường nào vậy? Tôi có một công việc. Cái gì chứ cũng không biết. Góc trưng bày sạch chữ đẹp, đơn vị trường tiểu học Mỹ An 1. Góc trưng bày trường tiểu học và trung học cơ sở Phú Điền. Góc trưng bày trường tiểu học trung học cơ sở Thanh Nghĩa. Góc trưng bày trường tiểu học Tân Kỳ 1. Góc trưng bày đơn vị trường tiểu học Phú Điền. Góc trưng bày trường tiểu học trung học cơ sở Láng Biển. Trường tiểu học Mỹ Quý 2. Trưng bày trường tiểu học Dương Văn Hoàng. Trưng bày trường tiểu học Thanh Mỹ. Góc trưng bày trường tiểu học Tân Kỳ 3. Trưng bày đơn vị trường tiểu học Trường Xuân 1. Góc trưng bày trường tiểu học Nghĩa Hưng. Góc trưng bày trường tiểu học Mỹ Hòa 1. Góc trưng bày trường tiểu học Tóc Hưng Kỳ 2. Đơn vị trường tiểu học Mỹ Đông. Góc trưng bày trường tiểu học Ấp Bình Kiều 1. Đơn vị trường tiểu học Hưng Thạnh 2.
đơn vị trường tiểu học địa chỉ 1. Đơn vị trường tiểu học Mỹ Hòa 2. Đơn vị trường tiểu học Thạnh Lợi 2. Đơn vị trường tiểu học Thạnh Lợi 1. Mấy này dễ hay dám được ta? Đơn vị trường tiểu học Trường Xuân 2. Đơn vị trường tiểu học Mỹ Quý Ba. Đơn vị trường tiểu học Hưng Thạnh 1. Đơn vị trường tiểu học Trần Thị Bích Dung. Đơn vị trường tiểu học Mỹ An 2. Đơn vị trường tiểu học Mỹ An 1. Trường tiểu học và trung học cơ sở Phú Điền. Đơn vị trường tiểu học trung học cơ sở Thanh Mỹ. Đơn vị trường tiểu học Tân Kiều 1. Đơn vị trường tiểu học Phú Điền. Đơn vị trường tiểu học trung học cơ sở Láng Biển. Đơn vị trường tiểu học Mỹ Quý 2.